Em test cái đầu Ali 5.1 của Sony nhé, đây là dùng đĩa này. Đấy, đĩa chạy ok nhé, USB không có để thử nhé. Nè, nó mất cái vạch ở đây này, vạch ở trên này. Đây nhìn vẫn đấy, đây là bẩn này. Anh ơi biết hay chăng, em vẫn yêu anh, vẫn chờ anh, chờ suốt cuộc đời. Đó. Em cắm từng dây cho anh xem nhé. Đây bên phải này. Ok nha. Một ngày được say giấc lệ. Đấy, bao tất cả các cổng ra nhé, đủ 6 loa luôn. Tay làm hơi khó. Thay đổi, ôi em quá ngây thơ. Đây, xem chờ đây. Ngoài cùng là cùng súp đây. Súp nó sẽ cùng nghe nhé. Đó. Chạy ok đấy. Rồi anh